Mở cửa ơi, mở cửa. À hả? Dạ không. Bỏ ý định đó đi. Sao chú, con có ý định gì đâu chú. Ánh mắt, đôi môi, tao biết hết rồi. Đừng có xạo. Con xin lỗi chú nha, lần sau có nữa nha. Lấy. Nhà thì lấy giá bằng nửa thôi, cho nên tao phải kiếm cách khác để mà lấy lại gấp đôi, biết chưa? Nội quy quy định. Mọi người, cái gì hả? Nội quy. Ủa gì? Quy định xử phạt. Nhưng mà có gì đó đó không đúng lắm. Ông này kỳ cục quá thiệt á. Thôi đi dọn phòng ra chú cái ở đi. Trời, đâu phải thiếu phòng đâu. Bôi được rồi. Bôi coi như không thấy gì. Bỏ lý rồi. Coi thử coi. Bôi hết mọi thứ luôn. Bôi kiếm cái vẻ nào. Bôi đi đây nè. Bôi đi nè. Bôi nhanh lên để đây. Bôi đầu tiên bôi mấy cái ổng xài chính tả kìa. Không bôi. Cái gì á? Bôi đi. Bôi đi cái... Bôi kìa chú. Trời, nó bôi cái bảng của chú kìa. Nãy giờ con nói nó hôi ghê. Hôi. Mày bị phạt 200. Cái gì vậy chú? Mày đụng vô cái bảng nội quy của tao. Trời không. Ai sai? Dạ nó sai á chú. 200 ngàn. Chú, đừng cho con khai trương chú. Mày khai trương mới đắt. Thêm 1-2 nội quy nữa. Gì nữa chú? Do cái bảng nhỏ quá tôi viết không hết. Có những vùng cấm ở trong nhà này, tụi mày phải né ra 2 mét. Trên người. Cấm gần gũi vùng cấm. Chú cho con hỏi chú, vùng cấm là ở đâu rồi chú? Trời ơi, hai ông ngu quá. Vùng cấm là khả ái á. Đó, thông minh. Thông minh cộng tiền không chú, cộng tiền nha chú. Phạt 50, giờ nói nhiều quá. Phản đối. Phản đối gì? Không cho gần khả ái là không khả quan. Tại sao? Trời, bây giờ cái nhà mình nhỏ xíu mà bây giờ lên xuống đụng chạm nhau, lỡ đụng gần bả thì bị phạt thì sao? Đúng rồi chú, con bạn thân mà chú, không cho gần sao được chú. Phải cho gia chạm chứ. Cái gì? Trời, đồ gia chạm nữa kìa. Mày đồ gia chạm với con tao hả? Con là bạn thân của Khải thì đúng rồi. Con không gần gũi Khải được. Bớt thân lại đi, thân ai nấy lo đi. Chú. Ủa gì mà đông quá vậy? Ê. Ủa gì vậy ba? Bà bắt tụi nó phải cách xa con 2 mét. Ủa sao bắt? Bà thích như vậy đó. Khải, chịu khó từ đây về sau chơi mình nha. Ủa ba, con đâu phải virus vi trùng gì đâu mà ba bắt người ta cách xa 2 mét. Bắt buộc phải như vậy từ bây giờ trở đi, đó là quy định. Thì tự nhiên rau không vậy bác? Bà nghĩ là chắc cũng phải như vậy 10-15 ngàn. Ba. Ừ? Là tình cha con mình đoạn tuyệt. Ăn hết đi. Ai? Ráng đi rồi tôi gỡ lại 50% tiền nhà của hai thằng kia rồi tôi đầy đủ lại cho. Rốt cuộc không biết cái bệnh cổ nằm ở đâu trong ngôi nhà này ta. Ê. Ôi chú. Làm gì vậy? Con đang nghiên cứu kích thước cái tủ. Chi? Dạ con lại làm đạo cụ quay phim á chú. Không hỏi ý, tự làm phạt 70. Ôi chú lần đầu mình bỏ qua được không chú? Không có bỏ qua. Mày tính nhảy qua cửa sổ nữa phải không? Không có. Không, tao thấy mày nhóm tính nhảy phạt thêm 50 nữa mà. Chứ làm gì vậy? Dạ không, con ngứa chân gãi. Gãi mà dậm sập sàn tao thì sao? Phạt mà thêm 30 nữa. Chú, con thấy chú kỳ lắm nha. Kỳ gì mày? Chú không giống người ta, cái gì chú cũng quy thành tiền hết trơn á đó. Ta ý nói tao thú hả? Không phải, tại... Phạt mày 40, cái tội mà nói chuyện tào lao. Nhìn nè, nhà chú rộng rãi cơ ngơi vậy chứ đâu có thiếu tiền đâu. Tiền chú cái gì chú cũng ghi thành tiền nè. Đúng, tao không thiếu tiền nhưng mà tao rất cần tiền. Mày biết tao cần tiền để làm gì không? Làm gì vậy chú? Để lo cho con gái của tao. Sau này tao sẽ biến cái này thành một cái nhà trẻ. Tao cho nó làm hiệu trưởng, mơ ước của tao đó. Trời ơi, sao chú gan quá vậy? Chú nghe dân chúng đây đồn hả, nói cái nhà của chú có ma đó. Ai mà dám gửi trẻ con lại đây? Từ cái miệng tụi mày ra không chứ ai đồn. Từ nãy về sau đứa nào mà mở miệng nói cái nhà này có ma tao phạt 500 ngàn nghe chưa?
đây sẽ là một thiên đường mà con tao, con gái của tao sẽ là hiệu trưởng của thiên đường đó. Trời ơi, nghe mấy phim ma búp bê rồi ma trẻ con rồi có mấy kiểu vậy á chú. 500 ngàn. Ôi, chú không nói nhiều mày ơi, tao đã dặn rồi. Rác ha, xả rác ha, tao phạt chung hết. Đúng ra một chút xíu, đúng vậy, rộng ra một chút xíu mới đẹp. Đúng rồi, cái thằng này có một cái kiểu làm hoài vậy ta. Ngon. Xuất. Trời đất ơi trời. Ai cha. Nó có cái gì mà có xuất gì trong đó thế ghê vậy trời. Em này đẹp luôn, đúng rồi. Phải đa dạng như vậy đó. Nó không bị chán, nó không có bị tụt hứng chứ. Trời ơi, nó mướn nhà tôi rồi đó. Tôi coi ba cái phim tập 7 chết tôi rồi. Trời ơi. Trời không lấy tao báo công an tới bắt mày luôn chứ. Mở cửa. Ra đại biểu. Từ từ. Ra đại biểu. Mày đứng nè. Mới làm gì? Con làm. Mới làm cái gì? Trời, chuyện riêng tư con, chú hỏi làm gì? Chuyện riêng tư hả mày? Tao kêu mày kéo quần lên không kịp đúng không? Cái gì? Mày có cái gì mà em này ngon, em kia ngon, dạng rộng ra, rồi cái gì xuất tùm lum tùm la trong đó vậy? Hả? Trời, chú bị gì vậy? Chỗ này phải một mình mày ở nghe chưa? Trong nhà đã có con gái nghe chưa? Ảnh hưởng tới ai đâu? Coi ba cái đồ tầm bậy tầm bạ tôi giết mày chết nghe chưa? Tầm bậy tầm bạ là chú nghĩ á. Lấy gì đó bình thường. Bình thường hả? Ừ. Bình thường với mày nhưng mà không bình thường với tao. Chú mắc cười quá, đặc thù công việc con là vậy mà. Mày nói cái gì? Công việc của mày là như vậy hả? Ừ. Đi ra khỏi nhà tao. Trời, chú kỳ vậy? Tao tưởng mày làm nghệ thuật. Cái thứ nghệ thuật người ta không cần ở trong nhà tao. Nhà tao có con gái, rồi con ái, rồi con kim tùm lum hết. Mày làm cái công việc này, sớm muộn gì mày cũng kéo nó vô con đường đó. Rảnh đâu kéo, con làm riêng con mình à, không ai kéo đâu. Mà con làm vậy đâu ai biết đâu, tụi chú. Mày không biết hả? Trời ơi trời, tao đứng ngoài cửa mà tao nghe thiệt á. Ủa dạ? Tao đỏ hết mặt. Không, tao không thể nào chứa mày được. Tao phạt mày. Gì chú? Phạt mày 200 ngàn. Phạt tội gì? Cái tội gì hả mày? Coi phim đồ chỉ. Chú vô đây. Tao không vô. Còn rủ rê tụi nó phạt thêm 100 ngàn tội. Cái gì vậy? Bảo đảm chú thích cái này. Không, không thích. Tao vô tao coi. Ba má tao nơi chính xuống sẽ buồn tao lắm. Phạt là 100 ngàn cái tội rủ rê nè. Đi vô đây. Tao không vô. Đừng ép tao vô. Tao. Phim đâu? Phim gì? Mày coi phim tầm bậy. Nãy giờ có coi trong laptop mày đâu. Chú coi bằng cái gì? Điện thoại. Đưa điện thoại đây. Chú kỳ nha. Tao không có kỳ. Cái chuyện này riêng tư của con đáng lẽ con. Chuyện này không phải là riêng tư. Chuyện này là chuyện lớn. Riêng tư với mày nhưng không riêng tư với tao. Mày đang mướn nhà của tao. Mày nên nhớ điều đó. Lỡ quá tao đưa mày lên phường. Bằng chứng đầy đủ. Thấy không? Nè. Hình con gái. Chụp với sen. Ủa. Phim đâu? Sao hình không vậy? Trời, con sắp thi học kỳ rồi, cái này là mấy tác phẩm mấy bạn con tìm cảm hứng. Mày nuốt chữ cảm hả? Tao đứng ngoài kia tao nghe mày chữ hứng không nha. Cái đó là tại chú điếc cái chữ cảm á, chứ con nói cảm hứng. Rồi cái gì mà xuất gì tùm lum trong đó? Xuất thần, trời ơi cái tấm này nó đẹp quá trời đẹp nè, thấy không? Thấy không? Cái thằng mà phó nháy cái này nó chụp được cái khoảnh khắc xuất thần của người mẫu á. Vậy là không phải coi phim tầm bậy. Chú nghĩ gì vậy? Tại mày làm tao hiểu lầm. Là lỗi của mày chứ không phải lỗi của tao. Lỗi của chú á, đáng lẽ con không có nghĩ gì á, bây giờ chú nói con mới nghĩ á. Đó, thấy không? Tư tưởng mà cũng tầm bậy tầm bạ, phạt thêm 200 nữa. Tao nói rồi đó. Trong nhà của tao, sống và làm việc phải theo ý của tao nghe chưa? Các tình yêu ơi, các tình yêu ơi, hãy thả tim cho mình đi nha các tình yêu ơi. Các tình yêu ơi, chốt đơn cho mình luôn nha. Đây, túi xách ngày hôm nay rất đẹp và hợp với túi tiền của mình luôn nha. Các tình yêu ơi, thật. Đó, thấy chưa? Khách tới tận phòng để mua đồ luôn đó. Để mình mở cửa, mời khách vô đây mua đồ cho các bạn xem nha các tình yêu ơi. À, mời chú. Chú ơi, chú muốn mua gì? Túi xách cho Khả Ái hả chú? Đây, đẹp lắm nè. Đó, khách của mình mặc. Chú, con đang mới hàng. Nghĩ sao mà đưa hình ảnh tôi lên trên mạng vậy? Nhưng mà hồi sáng giờ con chưa chốt được đơn hàng nào luôn á chú. Cái chuyện đó là chuyện của cô. Rồi cuối tháng lấy gì con trả tiền cho chú? Chuyện của cô. Không có tiền trả thì cuốn đồ đi ra ngoài. Tôi đưa quy định sao? Phải giữ gìn vệ sinh. Nhìn cái sàn đi. Rác không? Nhưng mà phòng con. Nè, đừng có nói kiểu đó nghe chưa.
Bây giờ phòng cá nhân, vệ sinh cá nhân mình không giữ, thành vi khuẩn nó bay tùm lum trong phòng, nó lây bệnh tùm lum. Rồi tới tôi lớn tuổi rồi, tôi bệnh tôi đâu có chịu nổi, tốn tiền thuốc là sao? Phải phạt mới nhớ. Chú. Trời đất ơi. Gì vậy vậy? Giày là để làm gì? Cái này là bán chân đi. Không, cái chỗ ngủ mà để giày dép như vậy à? Không được. Cái này là bán mà. Tôi phạt nữa. Trời đất ơi, ai cho tự ý mà di dời cái tủ của tôi vậy hả? Tại phòng con có cái cửa sổ là để hứng ánh nắng. Mà chắn cái cửa sổ như vậy làm sao mà ánh nắng nó vô được? Phạt nữa. Con không thích nắng. Trời ơi, tôi nói thiệt mấy cô mấy cậu, thanh niên gì đâu không lo học, suốt ngày lo live stream bán hàng tào lao. Chú à, cái tư tưởng sống của chú là tư tưởng xưa, cái tư tưởng sống của con là tư tưởng sống hiện đại. Bây giờ con cảm thấy trường học không quan trọng bằng trường đời chú à. Bây giờ mình cần gì cái bằng đại học? Mình chỉ cần cái bằng đại học cuộc đời thôi. Bằng đại học cuộc đời? Dạ. Mình lăn lộn với đời là bây giờ mình chấp hết. Không sợ ai hết. Tôi cũng đọc báo, cũng có mấy con nhỏ mà tướng tá cũng về ngon và ngon lành vậy nè, cũng lăn lộn với cuộc đời xong rồi đi phá thai quá trời đó. Tào lao. Bởi vậy á, nhìn mấy cô mấy cậu thì tôi càng hãnh diện về con ái con gái của tôi. Một cái đứa con gái mà nhu mì nết na, đã vậy còn học giỏi nữa chứ. Đó, với cái tri thức có sẵn trong đầu của nó, cộng với kinh nghiệm của cha nó truyền lại, sau này nó sẽ là một nhân vật có quyền lực. Đừng có giỡn nha. Nói chung bây giờ tôi phạt. Tôi phạt để cho nhớ. Không, bây giờ. Hôm nay tiền phạt 700 ngàn. Không chú, cái gì chú? Chú lấy 700 ngàn gần bằng nửa tháng tiền nhà vậy chú. Trời đất ơi. Tự nhiên trời cái gói cái khôn ra vậy ta. Được rồi, chú bất nhân thì đừng trách con bất nghĩa. Muốn hợp mà sao không đủ mặt? Hợp đại chú ơi. Đợi thằng Trung xuống. Tới rồi chú, tới rồi. Cảm ơn ba. Lấy miếng hả? Là dành cho người nhà. Con người nhà mà chú. Bạn thân quá trời. Thân khác nhà khác. Hợp. Hợp. Chù quá. Hai cha con nghiệp. Chuyện quan trọng. Đêm qua nhà này mất cắp một số đồ quý. Có trộm hả chú? Có trộm. Chú ơi, vậy hôm ấy mình lên mình báo chính quyền đi chú. Ê, chuyện người trong nhà không mà đi trong nhà giải quyết, đi gọi chính quyền làm gì? Cái gì ghê vậy chú, mà mất cái gì chú? Mất đồ quý rất nhiều. Cái gì chú? Mì gói, dưa leo và một cục vàng. Vàng hả? Ba mất cục vàng hả? Ủa kỳ vậy ba, vàng ba đâu để tùm lum đâu sao mất được. Vàng ở đây có nghĩa là cục chả lụa. Trời. Biết cái cục chả lụa làm gì không? Cục chả lụa tôi làm bánh ướt cho con gái tôi ăn. Mà con gái tôi là cục vàng của tôi. Thủ phạm là những người nằm trong căn nhà này. Con gái của tôi không bao giờ làm những chuyện đó. Cậu Kiệt. Trời, dĩ nhiên là một người có tiền như con sao làm những cái chuyện như vậy được, đúng không chú? Gia đình có điều kiện. Dạ. Không ăn cắp giặt bao giờ. Đúng. Jerry Kim. Con là sống đạo đức nha chú, chuẩn mực. Một người đạo đức chuẩn mực. Với lại con giảm cân á, con sợ mập á. Đúng, sợ mập không ăn. Tôi đã tìm được thủ phạm. Ai vậy chú? Tìm được thì bắt giải lên phường đi chú. Chú à, con biết là mọi người ở đây ai cũng nghĩ con là cái người mà có thể làm việc này. Nhưng mà thật sự là con không có làm chú à. Chú mà nói như vậy là chú xúc phạm con. Con không thể nào vì vài gói mì gói, vài miếng chả lụa mà con có thể làm một cái chuyện mà trộm cắp như vậy. Con nghĩ là con làm chuyện này là ba mẹ con buồn lắm, con không thể nào mà... Ừ, một đứa sống mà biết nghĩ tới cha mẹ của mình như vậy là tốt. Dạ. Yeah. Chú có đoạn clip gửi con. Con coi chung được chú. Nửa ly mà cũng để dành nữa. Cầu trời ông bà tổ tiên tha lỗi cho con, là con bị viêm màng túi cho nên con mới vậy.
con hứa con ăn xong cái lần sau không ăn cắp con trộm. Đưa đây cho chú. Chú ơi, chuyện này đáng lẽ là đêm đó chú phát hiện sao chú không nói chuyện với con giống như là hai thằng đàn ông đi, giờ chú nói chuyện với mọi người làm chi? Như tối đó nói chuyện thì đâu có xảy ra cái chuyện họp hành ngày hôm nay. Trời ơi, tôi ngọn vậy luôn á chú. Chết rồi. Chết đi. Đừng hòng xóa. Tại buổi đó còn đói. Chú lấy thợ chú. Từ ăn cắp giặt mà chuyện này ăn cướp luôn à. Phạt mày 400 ngàn. Trời, 400 mua được thùng mì luôn á chú. Dạ, ông bà xưa người ta có câu là một lần bắt được 90 lần không. Đúng. Bởi vậy 500 cho chẳng chú. 480 ngàn. Ủa sao trừ 20 vậy? Mình không có thẳng thừng 500 ngàn vậy kỳ lắm. 480. Trả đi, nhục quá trời, gặp tôi là tôi trả liền rồi đó. Cậu không đưa tiền cho tôi gửi cái clip này lên mạng xã hội. Thôi chú, nhưng mà đây là tờ 500 cuối cùng của con. Con mà đưa cho chú là con không có cái gì để xài hết chú. Đó là hậu quả. Hậu quả của sự ăn cắp, cậu phải đón nhận nó. Thói là 20 chú. Tiền đâu thói? Ủa rồi. Để đó đi, từ từ trừ. Hợp xong, tìm được hung thủ rồi đúng không chú? Đúng. Bây giờ cũng đã đền bù rồi. Giải tán. Ai cho, ngồi xuống lại. Dạ. Hôm nay tôi tính hết chuyện nội bộ trong cuốn sổ này. Bây giờ là tới tính tiền của Cherry Kim. Dạ. Bao nhiêu ngày trời tôi ghi vào đây? Rất nhiều ngày từ đầu tháng tới giờ. Chú, con á là người sống chuẩn mực đạo đức nhất trong cái nhà này. Mất chú nghĩ sao mà con bị ghi tên vô đó vậy? Giấy trắng mực đen rõ ràng, đừng cãi. Trời. Ghi ngày giờ rõ ràng. Ủa đâu chú, lần trang nữa coi. Đâu? Ủa, trời ơi, giấy trắng sao có mực đen vậy chú? Ủa đâu chú? Đâu, lần về trang nữa con coi coi. Tôi nhớ lúc xưa là tôi có ghi nè. Chú Hùng ơi, thật tuyệt vời. Cherry Kim, Cherry Kim, Chim Ri Kè. Ủa sao tên tôi nói ngược nghe ghê vậy trời. Cherry Kim. Bụng ơi, bụng còn non và xanh lắm. Chú, đâu có gì đâu chú. Giờ đây sao toàn giấy trắng? Ôi dù khống như con là đụng vô lòng tự trọng của con là chú phải đền bù cho con đó. Nói hay lắm. Cuốn sổ này có dấu hiệu bị xé. Sổ này rất là dày. Bây giờ nó còn nhiêu đây. Có đứa nào đã xé cuốn sổ này? Con Ái thì không bao giờ làm điều đó. Kiệt. Trời, chú biết con mà, điều kiện đâu có thiếu đâu chú. Chính xác, mấy thằng giàu không giờ xé sổ. Thằng này thì không bao giờ đụng tới cuốn sổ. Tại sao con phải làm chứ? Con cũng không có khả năng xé. Dạ. Mai là còn cuốn sổ này. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Tôi là người rất là kỹ tính. Tôi đã sang sổ qua đây, không sót một chữ. Có tất cả trong này, có cả chữ ký của Cherry Kim nữa. Tổng cộng số tiền 720 ngàn. Cái gì? Thôi, cái gì nhiều hơn cái tội ăn vụng vậy chú? Một tháng trời, cô livestream, cô xài điện, cô xả rác bừa bãi. Cô đã phạt từ những cái nhỏ nhặt trong đây. Chú, sao có đóng tiền hay không? Thương tình, con lại chú. Chú ơi, tháng này con hết tiền rồi. Chú cho con khất nghe chú. Chú cho con nợ. Dạ. Lãi suất 15%. Cái gì chú? Cái tội xé sổ. Hôm bữa chú cho con có 4% mà. Hôm bữa 4% là khác, cái này là phạt luôn tại tiền xé sổ rồi. Con nhận cái là 4% nha chú. Đúng. Con xé bữa con vô phòng chú, con xé chú nữa. 20%. Chú. Ai mượn mày nhận. Tao biết từ đầu là mày rồi chứ không ai hết á. Có tiền là trả liền người ta đi. Có tiền không? Mày có liền không? Không có tiền. Bây giờ vét hết coi còn gì không người không? Trời ơi, cái quần này. Con có gì? Con mặc đồ rách luôn rồi chú. Làm gì có tiền? Thảo mấy cái đồ này, bữa này cái quần này bữa mày lại chi mày bán nè, mày bán được giờ mày lấy bận luôn nè. Chú có tiền chú, 4% thôi chú, tháng sau con trả mà. Không nói nhiều mày. Năn nỉ. Rồi. Rồi tích đức cho con Ái đi chú. Tích đức cho con Ái, phạt mà thêm 50 ngàn cái tội rủa xả hoài. Con muốn phạt nó bao nhiêu? Tùy ba. Trời ơi. Trời ơi. Trước mặt tao rồi dám đánh con tao à? Tội này là phải chu di cửu tộc chú ơi. Tội này là phải 4 triệu. Chú.
Trong nhà này không chấp nhận bạo lực, biết chưa? Dạ. Nói năng phải nhỏ nhẹ. Sẵn đây tôi ra một quy định mới. Trời, quy định mới chú. Đúng. Tại vì quy định là quyền của tôi ra, ở hay không là quyền của các cậu. Đặc sản của căn nhà này là khác lạ và dị biệt, các cậu các cô còn nhớ chứ? Dạ. Cho nên hôm nay tôi ra nội quy như sau: trong căn nhà này cấm tụ tập. Mỗi lần tụ tập không qua sự đồng ý của tôi sẽ bị phạt 200.000. Trời! What the hell? La lớn sẽ bị phạt 200.000. Nói tiếng Anh sẽ bị phạt 50.000. Đơn giản tại vì tôi không biết tiếng Anh, mất công tôi suy nghĩ. Mọi người hiểu hết rồi chứ? Dạ. Rất ngoan. Thôi, ta đi đây.